Hạnh, Hạnh, em ra đây đỡ anh một tí. Anh tự đi mà làm. Anh nghĩ sao? Quần áo tôi đang sạch sẽ mới tinh như thế này mà ra làm với anh nhá. Ôi, này, anh xong việc rồi, dọn cơm ăn thôi. Cơm ở đâu mà ăn? Sao lúc sáng anh bảo em ra đồng cùng anh, thì em bảo em không đi, ở nhà nấu cơm cơ mà. Bây giờ lại bảo không có cơm là sao? Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, trong nhà còn mì tôm đấy, anh pha tạm mà ăn đi nhá. Này, cô đi đâu? Tôi đi công việc của tôi, anh hỏi làm gì nhở? Cô nói thế mà được à? Tôi với cô là vợ chồng với nhau, bây giờ cô đi đâu tôi phải biết chứ. Vợ chồng? Anh nói hai từ vợ chồng mà không thấy ngượng mồm à? Từ ngày cưới tôi, anh đã lo được gì cho tôi chưa? Tiền thì không có, suốt ngày phải cắm mặt ngoài đồng. Anh nhìn cái mi bạn tôi kia kìa, nó cũng lấy chồng nhá, mà chồng nó giàu có, nhà cửa đàng hoàng, cuộc sống sung túc. Chẳng phải lúc đầu em cưới anh là vì em bảo em yêu anh cơ mà. Vì lúc đấy tôi ngu, tôi mù quáng. Tôi tưởng lấy anh về, anh sẽ làm được điều gì đó to tát cơ. Tôi nói thật nhá, đến bây giờ tôi cảm thấy hối hận khi lấy một người như anh đấy. Cô cái gì? Tranh thủ vào mà ăn uống rồi cắt cỏ cho trâu đi. Tôi đi đây. Em đi về rồi đấy à? Chiều nay anh có nấu cơm không đấy? À, anh có nấu. Em vào rửa ráy chân tay đi. Anh dọn cơm rồi ra ăn cơm nhá. Em ơi, ra ăn cơm đi. Này. Cái gì thế này? Ngày nào cũng cá khô với rau, thế này làm sao mà sống nổi chứ? Em nói cái gì mà nghe ghê thế? Anh thấy ri nó không đủ, như thế này cũng tạm được mà. Cá anh đi mua 10.000 một lạng đấy. Thôi, ăn đi. Ừ. Cơm nước thế này làm sao mà nuốt được chứ? Tặng em này. Anh tặng em thật đó? Đương nhiên rồi. Ồ, nhưng mà chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại đời mới nhất mà. Thì sao chứ? Này, hay ý em là ấy, không tin anh tặng em món quà đắt tiền này đúng không? Tại món quà đắt tiền thế kia. Với người xinh đẹp như em ấy, thì tiền bạc không thành vấn đề đâu.
anh đã thích em rồi ấy, thì tất cả mọi thứ của anh đều là của em. Em cảm ơn anh ạ. Em thích không? Có ạ. Này, nếu thích ấy, thì phải cho anh ứng chức một cái hôn đấy. Này! Em làm gì đấy? Mày làm cái trò gì đấy? Sao mày dám động vào người vợ tao? Hả? Sao mà tao không dám chứ? Cô ấy cho tao rồi cơ mà. Hạnh, chuyện này là sao? Sao em lại đi với nó? Cái gì đây? Hả? Đưa xem nào. Anh làm cái gì vậy? Đưa đây. Mày làm cái trò gì đấy? Anh có sao không? Cô, chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Lâu hơn anh tưởng đấy. Cái gì? Tôi nói cho anh biết, chúng ta kết thúc được rồi đấy. Cô... Tôi cũng không muốn giấu anh nữa. Đây là người yêu mới của tôi. Từ giờ anh đừng làm phiền tôi nữa. Mày định làm cái gì? Tao nói cho mày biết này, cô ấy đã bỏ yêu tao rồi, thì mày nên biết được mà im mồm đi. Mày nhìn lại mày xem, mày có cái gì? Một thằng nông dân, hai tay thì toàn đất. Mày ấy không có cửa để đối đầu với tao đâu. Chẳng qua là tao gặp cô ấy muộn hơn mày thôi. Không thì mày còn lâu mới cưới được cô ấy. Vì vậy tao nghĩ này, là một thằng đàn ông ấy không lo được cho cô ấy thì cút đi, không nuôi được ấy thì để bố mày nuôi. Đi em. Không được, Hạnh, em về nhà với anh đi. Từ lâu tôi đã không xem đó là nhà rồi. Chào anh. Bye. Nói cho mày biết này, cô ấy đã bỏ yêu tao rồi, thì mày nên biết được mà im mồm đi. Mày nhìn lại mày xem, mày có cái gì? Một thằng nông dân, hai tay thì toàn đất. Mày ấy không có cửa để đối đầu với tao đâu. Là một thằng đàn ông ấy không lo được cho cô ấy thì cút đi, không nuôi được ấy thì để bố mày nuôi. Anh uống nước. Giới thiệu với anh, đây là Tuấn, bạn thân của em ạ. Chào em. Chào anh ạ. Còn giới thiệu với mày, đây là anh Đức, chủ tịch của công ty FM mà tao có gọi điện giới thiệu với mày đấy. Dạ, em chào anh ạ. Chắc là Hải đã từng nói qua với em rồi. Sắp tới FM sẽ mở thêm một số dự án nữa về ẩm thực miền núi, ẩm thực miền quê. Bên anh rất là muốn mở một số kênh YouTube về đề tài này. Vì thế khi nghe Hải bảo em có kinh nghiệm đi rừng nên là anh rất muốn gặp em để mong cơ hội hợp tác. Dạ, em cũng có nghe qua về công ty của mình. Thế nhưng mà em chỉ biết đi rừng rồi làm mấy công việc đấy, cũng không biết làm nhiều về YouTube. À, về vấn đề này thì em yên tâm đi, FM sẽ trực tiếp đào tạo và hỗ trợ em phát triển. Dạ vâng ạ. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bin Vlog nha. Cảm ơn các bạn thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh của mình rất là nhiều.
Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi làm một món ăn cực kỳ mới mà đậm chất miền núi luôn nha. Các bạn hãy cùng theo mình để xem đó là món gì nha. Đi thôi. Ok rồi. Clip dạo này càng trở nên tốt hơn, view cũng tăng nhiều hơn. Em bảo bạn ấy cố gắng lên nhá. Dạ vâng ạ. À, nhưng mà em muốn có một chút thay đổi về mặt chất lượng hình ảnh video của mình đang hơi kém ạ. Vì chúng ta làm về món ăn nên là màu sắc cũng cần phải sắc nét và âm nhạc cũng cần phải phù hợp hơn ạ. Vậy em cứ đề xuất lên công ty, có gì mọi người sẽ hỗ trợ. Anh thấy bạn Tuấn là một người có năng khiếu về làm vlog, vì thế em phải đầu tư cực mạnh cho bạn ấy. Đây là một lĩnh vực mà chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy. Dạ vâng ạ. Em, anh làm cái gì vậy? Anh lại lấy tiền của tôi đúng không? Này, tiền nào là tiền của cô? Mau trả lại đây. Tiền đấy là để tôi mua lợn giống đấy. Anh đừng mà đi đánh bài nữa được không? Ra đây. Nói cho cô biết nhá, tiền đã vào tay tôi rồi ấy, thì đừng hòng đòi lại. Thằng Toàn đi đâu rồi? Dạ, em không biết ạ. Mày là vợ nó mà mày lại không biết nó đi đâu? Là sao? Em nói thật mà, anh ấy đi mấy ngày nay rồi ạ. Mày vào tìm nó cho tao. Mày về gửi lời lại với nó rằng nhớ trả tiền cho bọn tao. Nếu không trả thì bọn tao sẽ xin đôi bàn tay của nó, nghe chưa? Vâng. Đi. Là cô à? Chào anh. À, anh đi giúp thôi. Anh tránh ra. Anh làm cái gì vậy? Tôi không cần anh thương hại. Anh nghe nói anh ta đối xử tệ với em lắm đúng không? Theo dõi tôi đấy à? À, anh không. Anh hả hê lắm đúng không? Nhưng anh nhầm rồi. Dù anh ấy có đối xử tệ bạc với tôi ấy, thì ít ra anh ấy vẫn còn tốt hơn anh rất nhiều. 3 năm qua anh đã làm được những gì nào? Nhìn quần áo trên người anh đi, bẩn thỉu hôi hám ở quê mùa. Đây là công việc của anh. Anh thôi đi. Tốt nhất anh nên biến đi. Nhìn thấy anh là tôi phát tở. Bao nhiêu năm qua mà em vẫn không thay đổi nhờ. Nếu cô đã nói như vậy rồi ấy, thì tôi xin phép. Tôi chỉ nói với cô một câu thôi. Sông có khúc, người có lúc. Sống ở trên đời, cái gì cũng sẽ có luật nhân quả của nó cả.
cô ấy nên bớt nói nhiều đi, sống bớt khẩu nghiệp lại. Thế nhá, chào cô.